Rồi em xin kính chào các chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc, trở lại với Bonsai LTK. Hôm nay em có về một số đồ đồng của chú chị, đồ đồng xưa cũ và một số đồ gốm. Mong muốn giao lưu với chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc của mình. Địa chỉ quen thuộc em là số 109 khóm 3, Ngô Quyền, thị trấn Chư Tôn, huyện Chư Tôn, tỉnh An Giang. Một số điện thoại em là 0939 303130, em tên Nam là cô Tiếu Chị. Mong muốn giao lưu với chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc nha. Rồi mã số 1 M, ý xin lỗi mã số 0 M của chú chị. Mã số 0 M đây là một cái bộ tách trà nha. Bộ tách trà này là bằng đồng, hàng giả cổ của chú chị. Hàng giả cổ nha. Đây em để đo cái đường kính miệng khoảng là 5 của chú chị. Chiều cao khoảng là 3,5. Đây còn cái ấm đây. Cái ấm thì em đo chiều ngang của cái ấm là khoảng 12. Chiều cao của ấm khoảng là 8,9 của chú chị. Còn cái mâm là khoảng 21. Đó, cái bộ tách trà này là rồng của chú chị, rồng và phụng. Đây là mã số 0M. Đây là con phụng. Dưới đây chôn đáy đây, hàng này hàng giả cổ, hàng mới của chú chị, hàng giả cổ nha. Đó, đây là rồng và phụng. Đó, đây. Cái này giờ chúng ta chăm một cái bộ tách trà này, chúng ta chăm trà cũng được của chú chị. À, mã số 0M giao lưu của chú anh chị giá là 1 triệu nha, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Mã số 0M giá 1 triệu. Rồi tiếp theo giao lưu của chú anh chị là mã số 1M nha. Mã số 1M một cái bình hồ lô bát tiên rất là to của chú anh chị, bình hồ lô bát tiên nha. À, hàng này rất đẹp nha cô chú anh chị. Đây đây là cái nắp đây. À, bên trong đây em cho chú chị xem cái chôm đáy nha. Đây cái chôm đáy nó có mọc tròn, đây mọc tròn nha. Đây, em đo chiều cao, chiều cao đến đỉnh là 32. Cái hồ lô dòng bên trên là 31, còn ở dưới như thế này là 54 của chú chị, 54 nha. Rồi cái hồ lô mã số 1M cân nặng là 2,4 kg, giao lưu của chú anh chị là giá 2 triệu nha. Cân nặng là 2,4 kg, giao lưu của chú anh chị là giá 2 triệu. Rồi mã số 1M. Tiếp theo xin giới thiệu của chú anh chị là mã số 2M. Em có một cái đôi đèn. Đây là dán đồ cho của chú anh chị. Đó, hai cô gái cầm hai cái đôi đèn, hai cái này là đèn cầy nữa, mình để đèn cầy lên mình đốt nha cô chú chị. Đó, rất đẹp. Rồi đến coi chiều cao. Chiều cao đến đỉnh này là 42. Rồi cái dọc bụng mình coi như thế này, để cho cô chú chị hình dung là khoảng 20 cô chú chị. 20. Rồi chôm đáy thế này là 20-25. Đây cô chú chị. Đây cho chị xem, nó chôm như thế này nha. Đó. Rồi cái đôi này cân nặng là khoảng là 2,8 kg của chú chị, khoảng 2,8 kg nha. Giao lưu của chú chị là giá 3 triệu cho cặp này nha. 3 triệu một cặp, mã số 2M. Giá 3 triệu. Rồi. Tiếp theo xin giới thiệu của chú chị là mã số 3M của chú chị. Mã số 3M có một cái sông trầm nha cô chú chị, sông trầm Kỳ Lân. Sông trầm là sông trầm lục giác. Rất là đẹp của chú chị. Ở đây là những cái mặt này cũng mặt kỳ lân không nha. Ba cái chân quỳ mặt kỳ lân. Ở đây thì xung quanh đây cũng có hoa văn họa tiết nghe cho của chú chị. Hoa văn họa tiết hết rất đẹp. Đây bên trong đây. À của chú chị xem. Sông trầm kỳ lân. Lục giác rất là đẹp. Mà em chỉ có một cái thôi, sưu tầm để chơi. 31 là chiều cao. Chiều ngang tổng thể ra là 25. Rồi cái dòng bụng đo như thế này. Đây dòng bụng đo như thế này cho cô chú chị hình dung nghe, 50 của chú chị. 50. Đó, để cho cô chú chị xem dưới cái chôm đây. Dưới cái chôm thì trong đây nó có cái mọc trong đây. Rồi mã số này là mã số 3M, giao lưu của chú chị giá là 2,5 triệu nha. Giá 2,5 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú chị. Đây là mã số 3M. Rồi tiếp theo mã số 4M, em có 4 cái mâm nha cô chú chị. 4 cái mâm đồng. 4 cái mâm đồng mỗi cái cân nặng khoảng 1,2 kg. Đây chiều dài của nó là đường kính của nó là 52 em. 52. Đây là hai con cá. Đây là ngư, đây là hai con cá.
Rồi tiếp theo đây là củ củ lông chín con rồng. Đó, củ lông chín con rồng. Còn đây là hai con ngựa sông mã của chú chị. Ở trên là có cây tùng, hai con ngựa. Cái này cũng một cái hai, đường kính cũng là 52. Đây là tùng hạt của chú chị, tùng hạt nha. Đây phía sau đây. Phía sau nó có cái mọc ý, sợi cái móc để chúng ta treo nha. Rồi xung quanh đây là nó này là 12 con giáp. 12 con giáp. Ê, anh nhắc lại nha. Đây, cái này là tùng hạt. 12 con giáp, ở đây là binh khí Bắc Tiên Hồ Lô. Ở đây là chín rồng là 12 con giáp xung quanh. Rồi ở dưới đây là hoa văn của chữ Tàu và chữ và hoa. Rồi cá đó. Rồi mỗi cái em giao lưu của chú anh chị là giá 950k nha. Mã số 4 em mời, mỗi cái là 950k. Bao suất toàn quốc của chú anh chị luôn. Mỗi cái là 950k của chú anh chị. Cô chú anh chị thích cái nào thì liên hệ với em. Thì cô chú anh chị nói cái nào đó thì em bán cái đấy. Hoặc là cô chú anh chị thích 4 cái em giao lưu 4 cái à. Rồi mã số 4 em mời. Rồi tiếp theo mã số 5 em mời nha. Mã số 5 em mời. Em có hai cặp voi của chú chị. Hai cặp voi này là một cặp xanh và một cặp nâu. Đó, cái này là chúng ta để trên bàn làm việc, chúng ta dắt viết cô được của chú chị. Dắt viết rất là đẹp nha. Đó, ví dụ như trên bàn làm việc chúng ta lên mua để chúng ta dắt mấy cái viết rồi chơi. Hoặc là ta dằn giấy á. Đó, cô chú chị để như thế này. Có hai cặp. Chiều cao là 12 của chú chị. Chiều cao là 12, dài cũng khoảng là 14. Chân đế dưới đây là 10. Ngang của chân đế là 5 rưỡi. Rồi mỗi một cặp em vô lưu của chú anh chị là giá 350k nha. Mã số 5 em mời. 350k cho một cặp. Rồi tiếp theo xin giới thiệu của chú anh chị là mã số 6 em mời của chú anh chị. Mã số 6 em mời có một cặp voi nha. Thì cặp voi này thì nó cũng già đồ nhưng mà nó có mẻ nhăn chút xíu của chú anh chị. Để trên nhìn xuống không thấy, nhưng để ngang nhìn thấy chút xíu này bằng đầu ngón tay mình nha. Thì cái nào có mẻ em báo. Rồi chiều cao nó được đây là 23 của chú anh chị. Chiều dài cũng là 22. Rồi cái niền đế là khoảng là 10. Chiều dài đế này là 17 của chú anh chị. Đây với chôm đây của chú anh chị. Đồ này rất là già nha, đồ già đẹp. Rồi cặp voi này em giao lưu của chú anh chị mã số 6 em mời giá 1 triệu của chú anh chị. Bao ship toàn quốc của chú anh chị giá 1 triệu cho cặp voi. Rồi tiếp theo có một cái cặp bình Phyto của chú anh chị, cặp bình rượu Phyto nha, mã số 7 m. Mã số 7 m. Đây dưới chồn nó có chữ Phyto nha của chú anh chị, Phyto nha. Đó. Cái hàng này cũng hàng đồ cũ thôi của chú anh chị. Rồi cao 24. Dòng bụng em đôi vị trí này là 37 của chú anh chị. Rồi mã số 7 m cặp bình Phyto giao lưu của chú anh chị giá là 700k nha. Giá 700k. Một cặp. Rồi tiếp theo là số 8 m. Rồi số 8 m là một cái bình rượu chúc của chú anh chị, chúc tre, đầu này đầu rồng. Đây chúc tre đầu rồng. Gớm này là gớm chu đậu của chú anh chị, gớm chu đậu hàng cũ. Hàng cũ gớm chu đậu thì đầu cũ khoảng mười mấy 20 năm nha. Chiều cao là 35, đỉnh nhọn là 35 của chú anh chị. Chiều ngang này là khoảng 23. Cái dòng bụng để em đo cái vị trí của dòng bụng cái chỗ này nha, cái chỗ giữa chỗ này là 47 của chú anh chị. Đây 47 nha. Đó, cái này và cái này em rót nước khoảng gần 2 lít nha chú anh chị, gần 2 lít nước nha. Đây là trên đây là nắp, đây chung đáy đây. Đó, dưới này là chung đáy. Cái bình này rất là nặng nha chú anh chị. Mã số 8 m. Đây, chỉ cái nắp đây. Đó, cái nắp như thế này. Rồi, mã số 8 m. Giao lưu của chú anh chị là giá 1 triệu rưỡi nha. Mã số 8 m giao lưu của chú anh chị là giá 1 triệu rưỡi. Đây, tiếp theo mã số 9 m em có một cái bình chu đậu, một bình tỳ bà gốm chu đậu hàng kỹ thuật đẹp của chú anh chị. Hàng này là hàng kỹ thuật nha. Đây của chú anh chị xem gần nó thấy mấy men rạn. À. Còn chỗ con phụng này nè, chỗ con phụng này nó xuyên phong nha cô chú anh chị. Từ đây mình nhìn chỗ ở bên kia luôn nha. Từ đây nhìn chỗ xuyên ngang qua luôn. Đó, khi mình đổ nước vô là nước nó dẫn từ hai bên đây xuống, dẫn xuống đây. Còn chính giữa nó giống như có một cái lỗ này xuyên phong ngang. Đây, trên đây là miệng đây.
À, cái miệng rất đẹp, tỳ bà nha cô chú chị tình. Đây à, cái chôm đáy là sô-cô-la nha, màu sô-cô-la. Đó, hàng gốm này gốm kỹ thuật, hàng chủ đậu gốm kỹ thuật rất đẹp. Đây chiều cao đo được là 30, miệng là 8, dòng bụng em đo vị trí như thế này là 47 nha cô chú chị, 47. Rồi cái mã số 9 em mời Zalo của chú anh chị là giá 2,4 triệu nha, mã số 9 em mời 2,4 triệu. À, xin giới thiệu cô chú anh chị mã số tiếp theo ạ. À, đây mã số tiếp theo là có mã số 10. Mã số 10 em có một cặp tỳ hưu của chú anh chị, một cặp tỳ hưu cũng là gốm chu đậu nha, gốm chu đậu đó. Cô chú anh chị xem cặp này mồi mua về trưng bày phong thủy cũng đẹp của chú chị. Đây, em quay chậm cho chú chị xem nha. Đây là chôm đáy đây. Hàng này nó già nha cô chú chị, hàng này cũng già đồ nha. Cô chú chị xem gần cái men giùm em. Đó, men. Đó, quay từ chờ từ cho cô chú chị xem gần mấy cái men nha. Đây men mình đây. Đó, lên đây nó men nó rạng rất đẹp. Còn đo chiều cao luôn nha cô chú chị, chiều cao nó được là 39 cô chú chị. Chiều dài dưới đây là 27. Đây em đo cái bụng của tỳ hưu à. Bụng để đo lọt cái này. Bụng này khoảng là 27 cô chú chị, lọt bên trong nha, 27. Rồi cái chân đế. Chân đế là 19. Ngang là 13. Rồi mã số 10M cho luôn cô chú chị là giá trong 1,8 triệu cho cặp này nha cô chú chị, bao ship toàn quốc cho cô chú chị. Số điện thoại liên lạc là 0939303130 lên trên Nam à. Rồi đây là mã số 10. Theo mã số 11M của chú chị, giao lưu của chú chị là bộ ngũ sự nha. Bộ ngũ sự. À, bộ lưu ngũ sự. Có 5 món của chú chị, đây là một cái đỉnh. Đây là một cái đỉnh. Đó, đây là một cái đỉnh. Còn bên đây là cặp chân đèn và đôi hạt của chú chị, cặp chân đèn và đôi hạt. Đó, cặp chân đèn và đôi hạt. Thì cả bộ này em cân nặng là 10 kg của chú chị. Cả bộ này em cân nặng 10 kg à. Rồi để em đo chiều cao cho chú chị xem. Đó, chiều cao và dòng bụng luôn nha. Rồi chiều cao này là tới đỉnh là khoảng là 39 của chú chị. Tới đỉnh này 39 nha. Còn hạt thì 49. Còn lăng này. Lăng này khoảng là 45. 45, để em đo cái dòng bụng cái này đi. Để em đo như thế này. Đây cô chú chị xem cho nó dễ nha. Rồi như thế này là 74, 74 của chú chị. 74. Rồi cái chân dưới đây. Chân dưới đây là khoảng 56 của chú chị. 56. Cái mâm. Cái mâm đường kính 21 của chú chị. Đường kính 21 nha. Cái này là đồ xưa của chú chị. Còn trong đây còn đèn cày em chừa lên luôn nha. Tại vì về mới về thì để giao lưu với chú chị luôn. Mua sao đã vậy, đồ này em bao cho chú chị đồ xưa nha. Rồi mã số 11. Mã số 11 em mời giao lưu với chú chị là giá 5,2 triệu cho bộ này nha cô chú chị. Giá 5,2 triệu cho bộ này. Để em căng thử cái đỉnh cho cô chú chị xem nha. Để căng cho cô chú chị hình dung cái đỉnh nha. Đó, cái đỉnh không căng nặng là 5 kg mấy đó cô chú chị, trên 5 kg nha. Còn cái bộ đó là 5 kg nữa nha. Vậy là 10 kg. Rồi mã số 11M nha luôn cô chú chị giá 5,2 triệu. Rồi tiếp theo chị giới thiệu cô chú chị mã số 12M cô chú chị. Mã số 12M mà đây là một bộ ngũ sự nha cô chú chị. Bộ này cân nặng tới 17 kg mấy rồi. Bộ này cân nặng 17,8 kg à. Thì cái này là qua thời gian ta sử dụng cho nên những cái này nó mòn cô chú chị. Những cái này nó mòn. Đó, những cái này nó mòn nha. Cái này là cái đỉnh để đèn. Đây là cặp hạt. Em quay một vòng cho cô chú chị xem nha. Đó, đây là cái đỉnh. Ở đây là hoa văn. Hoa văn nó không có rồng nhưng mà hoa văn là giống như hoa lá. Đây trên đây một con kỳ lân nha. Kỳ lân. Đây cô chú chị xem này giùm em nha. Đây là cặp hạt và cặp chân đèn. Cặp chân đèn này rất là to nặng cô chú chị. Đồ này là đồ xưa nha, chỉnh xưa nha. Đó, tôi thấy cô chú chị thấy một cái chân đèn rất là về thế nha. Rất là dày. Để đo chiều cao à. Chiều cao này đo được là 48 cô chú chị. Cái này là 47. Cái chân đèn bên đây là 41. Cái mâm này hơi to nha. Cái mâm này khoảng 23 cô chú chị.
năm nay em 23. Rồi bây giờ để em căng thử cái đỉnh của quý vị. Đây là bộ này là 18, 17 ký 8. Đây, cái đỉnh này là 7 ký. Rồi hai chân đèn này của chú chị, hai chân đèn. Đây hai chân đèn này là 7 ký, nó là 14 ký. Rồi cái đó 3 ký mấy nữa cô chú chị. Đó, cái này là 4 ký nữa. Đó là 18 ký mấy nữa cô chú chị. Gần 18 ký á, mà tính 17 ký 8 nha. Gần 18 ký luôn á. Rồi bộ mã số 12M cho luôn của chú chị là giá 8 triệu nha. Giá 8 triệu cái bộ này nha. Thì cái đồ này do người ta xài cho nên những cái này nó mòn nè cô chú chị. Cái này nó mòn nha. Thì về cái này mình vẫn còn để chân đèn được bình thường. Đó, cô chú chị xem đồ xưa này cho nên là nó cái này nó rất là dày. Cô chú chị xem đây. Cái này rất là dày, dày nặng. Mình gõ nó bon bon bon. Rồi đây là mã số 12, em mời. Rồi tiếp theo xin giới thiệu của chú anh chị là mã số 13M của chú anh chị. Mã số 13M đây là một cái đỉnh cũng là ngũ sự của chú anh chị. Bộ ngũ sự nha. Ở mặt này là rồng. À, mặt đây là phụng nha của chú anh chị. Đây là một con phụng. À, trên đây là kỳ lân. Bộ này thì cân nặng tổng thể là 11 ký 8 của chú anh chị. 11 ký 8 nha. Đây em quay vòng cho chú anh chị xem. Đồ này em bao đồ xưa nha. Những cái này mình vút vút là nó bóng như thế này. À, cái này thì làm rất là sắc, làm rất là sắc sảo của chú chị. À, đồ này là ngã thì cũng không sao của chú chị, nó có ngã cũng không có tôi nghĩ đâu. Rồi chiều cao nó được đây là 38 của chú chị. Cặp hạt thì rất là to nha, ý là rất là cao. Đây cặp hạt em đo được là 54 của chú chị, 54. Còn cái này là cao khoảng 48 của chú chị, từ đỉnh này là 48 nha. Rồi em đo cái vòng bụng cho cô chú chị xem. Đo thì đo, chứ đo như thế này, đi dưới đây nó chợp quá. À, đo dưới đây được nè. Đây là 70 của chú chị, vòng bụng này là 70 nha. Rồi chân đế. Chân đế đo như thế này là 65. Rồi cái bộ này cao căng tổng thể là 11 ký 8. Để em căng lại cho cô chú chị xem cái đó nha. Nhiều khi mình có sự nhầm lẫn thì nó khó nói. Đây cái này là căng khoảng 6 ký. À, cái đỉnh không là 6 ký nha. Rồi đã hẹn hạt rồi. Rồi 4 cái này nữa là 6 ký mấy nữa cô chú chị, là 12 ký nha. 12 ký. Rồi, em cho Zalo của chú chị là bằng mã số 13M, Zalo của chú chị là giá 6 triệu nha. Mã số 13M, Zalo của chú chị là giá 6 triệu, bao ship toàn quốc cho chú chị luôn. Rồi, xin giới thiệu mã số tiếp theo ạ. À. Tiếp theo mã số 14M, xin giới thiệu của chú chị là một cặp bình gốm Biên Hòa cũ của chú chị. Gốm Biên Hòa cũ. À, đây là cái tích là bát tiên của chú chị. Đây là tích bát tiên, 8 vị tiên. Ở à, đây là xanh đồng lên đồng của chú chị. Đây là 8 vị tiên cởi một cái mỗi một vị tiên cỡ một con vật hoặc là cái bông hoa. Vị tiên này đang cởi rồng đây, rồng này là rồng năm móng, rồng đẹp hơn của chú chị. Đó, chị xem nè, bình này em bao của chú chị làm 99% nha, không có dấu hiệu giãn nứt nha. Đây là chiều cao gần 63 của chú chị, miệng bình là 23. Em đo cái vòng bụng, miệng bình thì nó rạng đẹp nha của chú chị. Chỗ này là 46. Dòng bụng chỗ to nhất đây, chỗ to nhất là 90-95 mà cô chú chị. Đây cô chú chị xem là cái miệng giùm em nha. Rồi đây, miệng rạng rất là đẹp. Rồi cô chú chị xem chôn đáy nha. Đây cô chú chị xem nha, chôn đáy giùm em. Đây chôn đáy. Những cái này thì do men nó ấy nó xì thôi nha cô chú chị, chứ không có gì hay lành tích bình thường nha. Do men thôi, giống như bên đây này men thì nó dơ thôi. Rồi mã số này là mã số 14M. Em cũng xin giao lưu cho chú chị là giá 7 triệu bao ship toàn quốc cho chú chị nha. Rồi giá 7 triệu bao ship toàn quốc cho chú chị, mã số 14M. Rồi tiếp theo mã số 15M.
mã số 15M em giao lưu với chú anh chị là một cái tượng Quan Âm vỏ vỏ cá của chú chị. Đây là vỏ cá nha. Lúc trước em có vỏ cá một cá màu xanh, bây giờ thỉnh được bà một vỏ cá, một cá màu vàng nha, cá màu vàng. Đây cô chú chị xem một vòng, sau đó cô chú chị xem gần lại nha. Chú chị xem gần lại. Đây là cái tượng này lên đồng rất đẹp của chú chị. Đây em mới thỉnh về nha. Cô chú chị xem tượng lên đồng rất đẹp à. Tượng lên đồng rất đẹp. Đó, từ trên tới dưới lên đồng rất đẹp nha. Vỏ cá đây. Đây nét mặt của bà đây. Chúng ta thấy nét mặt của bà rất là nghiêm, hiền từ. Đây là con cây gậy nhí cũng lên đồng đẹp như cô chú chị. Cây gậy nhí, bà đang cầm cây gậy nhí nha. Đây là gọi là tượng Quan Âm vỏ cá cô chú chị. Quan Âm vỏ cá. Đây chiều cao ông đo chỗ vị trí này cô chú chị. Đây chiều cao ông đo vị trí là khoảng là 86 cô chú chị. 85, 86 nha. 85, 86, chiều ngang. Chiều ngang cái này là khoảng là 32. Em đo cái dòng bụng đi. Dòng bụng của chú chị dễ hình dung hơn. Dòng bụng em đo như thế này. Dòng bụng như thế này là 64. Đấy, chỗ to nhất, em đo chỗ to nhất nha. Chỗ to nhất. Như này là 87 của chú chị. Dưới chân. Dưới chân này là 84. Rồi đó em cho cô chú chị xem trong đáy nha. Đây. Rất là nặng của chú chị. Đây là căng rồi đó. Rất là nặng. Rồi sau đây cô chú chị thẳng đây cô chú chị xem cái tượng là nặng bao nhiêu luôn nha, để cô chú chị hình dung được để nó đầm như thế nào. Rồi tượng bà cân nặng là đúng 18 kg của chú chị, đúng 18 kg nha. Rồi mã số 15M em giao lưu của chú chị là giá là 10.500.000, giao lưu của chú chị là 10.500.000, bao ship toàn quốc cho cô chú chị nha. Rồi số điện thoại liên lạc là 0939 303130, em tên Nam ở An Giang của chú chị. Rồi tiếp theo mã số 16M của chú chị. Mã số 16M một cái bình đất nổi thuốc độc thọ rất đẹp luôn chú chị. Đây chú chị xem giùm em. Cái bình này là cũng hàng cũ rất đẹp luôn chú chị. Đây chú chị xem nước men và những cái gương mặt của các cái vị tam đa nha. Đây rất đẹp của chú chị ơi. Rồi đến đo chiều cao của chú chị. Chiều cao là em đo được là 65. Đâu? 65. Rồi cái miệng là 18 luôn chú chị. Dòng bụng. Đây dòng bụng em đo vị trí là 107 của chú chị, 107 nha. Rồi cho chú chị xem trong đáy với miệng giùm em. Đây với trong đáy của chú chị. Đó, trong đáy đi. Này thì do cái thời gian của chú chị. Chúng ta có thể tẩy rửa ra, đây là cái mọc nè. Đó, cái mọc. Rồi mọc. Rồi một cái bình nó nặng luôn. Đây cô chú chị xem một cái là cân nặng 14 kg hơn nha cô chú chị. Khoảng gần 14 kg rưỡi á. Rồi mã số 16M giao lưu của chú chị là giá 8 triệu nha. Giá 8 triệu cho cặp bình thuốc lọc thọ rất nổi này nha. Rồi tiếp theo giới thiệu của chú chị là mã số 17M của chú chị. Mã số 17M đây là một cặp bình là thuốc lọc thọ nha. Phúc lọc thọ, cái này là men rạn. Cô chú chị xem, bình này là bình men rạn cô chú chị. Bình này làm 99% cô chú chị. Hàng này là hàng cũ. Ở trên là miệng màu xanh nha. Đây chiều cao em đo được là 80. Chiều cao 80. Cái miệng là 36 cô chú chị. Cái miệng mình tính miệng 36. Cái miệng châu này, cổ cái này là 64. Rồi dùng bụng em đo cái vị trí chỗ này là 117 cô chú chị. 117 rất là to. Rồi cô chú chị xem xong rồi cô chú chị xem chung đáy giùm em nha. Cái miệng nãy là cô chú chị đã xem rồi. Đây cô chú chị xem chung đáy cái đó giùm em nha. Chung rất là nặng cô chú chị. Đây. Đấy, chung đáy rất là già đẹp luôn cô chú chị. Đó, cái chỗ này có cái mọc đây. Mọc nhỏ này chỗ này. Bình này. Đây một cái bình cân nặng nha cô chú chị, 20 kg nha cô chú chị.
20kg hơn. Rồi mã số 17M Zalo của chú chị là giá 10 triệu nha. Hôm nay cái này bán giá này cũng thu hồi vốn của chú chị, giá 10 triệu nha. Bao ship toàn quốc của chú chị. Số điện thoại liên lạc là 0939 303130 anh tên Nam ạ. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 18. Mã số 18 cũng là mã số cuối cùng video clip này của chú chị. Zalo của chú chị là một cái đĩa khủng nha. Cái đĩa này là cái tích là hai rồng, là gọi là song long. Song long. Ở bên trong là men, men đó là men xanh đồng nha cô chú chị. Men xanh đồng rất đẹp. Đây cô chú chị xem này mèo nè. Đĩa này là bao của chú là chị là làm 99% à. Không có dấu hiệu găng tóc nha. Không có dấu hiệu găng tóc. À, cô chú chị xem đây là một con rồng, đây rồng, hai con này là song long nha. Rồng này là rồng năm móng cho cô chú chị. Đặc biệt là màu đồng nó chỗ lên rất đẹp nha. Màu đồng chỗ lên rất đẹp à. Rồi bên trong cũng là, bên sau lưng cũng là màu đồng nha cô chú chị. Đây cô chú chị xem giùm em. Bên trong bên sau lưng này cũng màu đồng rất đẹp. Cái đĩa này chính giữa nó có cái mọc lò của chú chị. Chính giữa nó có mọc lò nhưng mà do cái cây đỡ này á, em đỡ như thế này là hơi khó nha, hơi khó xem. Đĩa rất là nặng cho nên là khiêng ra khiêng vô nó hơi khó. Đó, cô chú chị xem giùm em, cho lưng lên mỏng lên đồng rất đẹp ạ. Đây em đo đường kính cho cô chú chị xem nha. Đường kính là 88 của chú chị. Đây đường kính là 88 nha. Đó, đường kính 88. Cái vành khoảng 6 phân nha cô chú chị. Cái vành khoảng 6 phân. Rồi cái chiều cao nó khoảng là 10cm cô chú chị. Chiều cao khoảng 10 nha. Rồi cái đĩa là đĩa mã số 18M Zalo của chú chị giá là 15.500.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú chị. Rồi cái này là em ngoài Bắc á, thì thương lượng lại với em cô chú chị. Còn ở trong Nam á, thì em giao luôn của chú chị là 15.500.000. Em tặng cái giá đỡ này luôn. Cái giá gỗ này thì thêm cái giá gỗ nha. Thì cô chú chị nào ngoài Bắc thì thương lượng với em. Vô ngoài Bắc thì ship rất là khó. Còn miền Nam thì có thể xe tải em đi á, em gửi theo xe tải à. Rồi cuối cùng em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú chị đã xem kênh và ủng hộ trong thời gian qua. Xin chúc cô chú chị được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Em xin kính chào và cảm ơn ạ.